Sách nói tại Voice mời các bạn lắng nghe quyển sách Đi qua những mùa vàng, đơn vị ủy thác bản quyền, tác giả Hồ Huy Sơn, giọng đọc Hồ Huy Sơn. Tìm về với sông. Những lúc buồn hay lòng dạ bất an, tôi lại tìm về với sông, dẫu chỉ trong ý nghĩ, để nhận về sự vỗ về, bảo bọc. Sông luôn luôn hiền lành và bao dung, chẳng từ chối bất kỳ một ai khi người đó có ý định tìm về. Có lẽ với những ai từng có một tuổi thơ nơi vùng quê nào đó, chắc chắn cũng đã được một lần bỉ bõm dưới sông, để dòng nước trong xanh ôm gọn lấy mình mà mơn man trên da thịt. Lúc ấy ta với sông đã hòa làm một, như câu thơ của nhà thơ Tế Hanh: tôi giang tay ôm nước vào lòng, sông mở nước ôm tôi vào dạ. Những buổi trưa mùa hè, trời nắng như đổ lửa, lại thêm những đợt gió Lào hầm hập thổi như thiêu như đốt. Với người lớn, những buổi trưa như vậy, trốn cái nóng nực bằng cách nằm ngủ trước một chiếc quạt điện quay không ngừng nghỉ thì không có gì sánh bằng. Nhưng tụi trẻ con chúng tôi nào có ngủ được, bởi có một niềm vui còn lớn hơn việc nằm ngủ trước quạt. Đó là tắm sông. Đợi lúc bố mẹ đã chợp mắt, không ai bảo ai, đứa nào cũng rón rén bước xuống giường, cùng tụ tập ở ngã tư rồi kéo nhau ra sông. Sông trưa yên ắng, như thể đang tránh cái bỏng gắt của đất trời bằng một giấc ngủ dài. Sông chỉ thực sự bị đánh thức khi những tiếng hò hét của chúng tôi vang lên. Ngâm mình trong làn nước mát lạnh, chợt nhận ra những nóng bức đã tan biến từ bao giờ. Lũ chúng tôi hết nô đùa dưới sông lại trèo lên thành cống, rồi thi nhau nhảy xuống. Có đứa còn trổ tài nghệ bằng cách lộn mấy vòng trước khi chìm nghỉm dưới nước. Nước sông đập vào người ran rát. Nhưng với sự cổ vũ nhiệt tình của tụi bạn, lại thấy nô nức vô cùng, cái ran rát cũng theo nước sông mà trôi đi. Nghịch đùa chán chê, chúng tôi lại rủ nhau đi bắt tôm. Đứa men theo hai bên bờ, đứa thì lặn xuống đáy rồi đưa tay lần mò trong bùn. Ấy vậy mà cũng tóm được ối chú tôm. Trong lúc mò tôm, vài đứa may mắn lượm được mấy quả trứng dưới đáy sông do vịt đẻ rớt, mừng như bắt được vàng. Hết tắm rồi đùa nghịch, mãi đến khi mắt đứa nào cũng đỏ như mắt cá gáy mới chịu lên bờ mặc quần áo để về nhà. Chúng tôi dẫn nhau về nhà một đứa nào đó, cùng rửa tôm sạch sẽ rồi đập trứng vào đảo đều trước khi cho lên bếp. Chiến lợi phẩm mới gặp lửa một tí thôi, màu hồng của tôm, màu vàng của trứng đã hiện rõ mồn một, làm lũ trẻ thích mê tơi. Cả lũ xúm vào tranh giành từng con tôm. Trứng vịt có lẽ do bị ngâm nước lâu ngày nên có mùi thum thùm, nhưng tụi trẻ vẫn thấy ngon không gì sánh nổi. Chúng tôi vừa ăn vừa cười đùa, làm giấc trưa trở mình, chuẩn bị đón một buổi chiều vừa buông. Hết lớp trẻ này lớn lên rồi bay xa, lại có lớp trẻ khác thay thế. Và trò tắm sông mãi mãi duy trì như vậy trong quãng đời tuổi thơ. Chắc chắn là không ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông, nhưng cứ trở về quê cũ, ra dầm mình trong làn nước mát lạnh, những kỷ niệm sẽ trở về tròn đầy và lấp lánh như ngày nào. Tôi cứ mãi tin như vậy. Hết. Tìm về với sông. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Trọng tre của bà. Quãng thời gian tôi được ở bên bà ngoại thật ngắn ngủi. Lúc tôi 8 tuổi, dáng bà đã còng lắm rồi. Đi đâu cũng cần phải có gậy. Bây giờ lớn lên, tôi mới thực sự biết rằng xưa tôi đã có những tháng ngày thật tuyệt bên bà. Tôi thích nhất là được cùng bà nằm trên chõng tre vào mỗi đêm hè. Chiếc chõng tre của bà được ông ngoại đóng cho từ hồi tôi chưa được sinh ra. Bây giờ ông ngoại đã mất, bà rất quý chiếc chõng tre. Xem đó như là kỷ vật ông để lại. Bà giữ gìn rất cẩn thận. Có người bảo bà là lạc hậu, thời nay không ai dùng chõng tre nữa,
nhưng bà vẫn để ngoài tai tất cả. Bà thường đặt chiếc trọng tre ngoài hiên nhà vào mỗi tối. Tôi ôm chiếc gối nhỏ của mình ra nằm cạnh bà. Màn đêm thật yên tĩnh. Tôi nghe rõ từng nhịp thở của bà, đều đều và lành hiền. Bà kể chuyện về các ngôi sao, nào là sao chổi, sao diêm vương, chuyện ngưu lang, chức nữ. Rồi cả những câu chuyện cổ tích mượt mà, sâu lắng. Giọng bà đều đều, thủ thỉ, lúc trầm, lúc bổng và thoảng vị trầu cay làm cho tôi cảm thấy thích thú. Cùng với tiếng kẹo kẹt của trọng tre là tiếng vỗ nhẹ nhàng của bà ru cho tôi ngủ. Cái vỗ nhẹ nhàng ấy mới thân thương làm sao. Có những đêm rằm, trăng tròn vành vạnh, hai bà cháu mang trọng tre ra sân nằm trong trăng, ánh trắc nhuộm vàng lên vạn vật, từ khu vườn đến tàu dừa, mái ngói. Trọng tre của bà cháu tôi cũng được ánh trăng rát lên một màu vàng óng ánh. Tôi say sưa ngắm ông trăng tròn huyền diệu. Tôi không biết vì sao ngày 15 là ngày rằm mà phải sang ngày 16 mới thật trăng như bài đồng dao mà bà đã dạy cho tôi. Đêm đó trăng sáng lắm, cả không gian trở nên lung linh, huyền ảo và bà lại dạy tôi hát bài đếm trăng. Mùng 1 lưỡi chai, mùng 2 lá lúa, mùng 3 câu liêm. Bao mùa trăng lên rồi trăng lặn, theo thời gian tôi đã lớn lắm rồi, bà cũng không còn nữa, chiếc trọng tre vẫn còn đó. Mỗi lần học hành căng thẳng, tôi lại ra ngoài hiên, ngả mình lên chiếc trọng tre. Tôi có cảm giác như đang được bà vỗ về, rất nhẹ, rất êm, khiến tôi thư thái vô cùng. Bà ngoại đã đi xa, nhưng trong tâm trí tôi, bà vẫn đang ở bên, rất gần. Tôi sẽ giữ gìn chiếc trọng tre cẩn thận, bởi nó là kỷ vật những tháng ngày êm đẹp của tôi bên bà. Hết. Trọng tre của bà. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Niềm vui của mẹ. Chiều nay, tiết trời Sài Gòn bỗng nhiên trở lạnh. Cái lạnh của Sài Gòn chỉ se se, thoang thoảng, không đậm đặc, buốt giá như cái lạnh ngoài Bắc, nhưng cũng đủ làm cồn lên trong lòng người tha phương, nỗi nhớ nhà, những người thân trong gia đình. Cũng thật lạ, khi nỗi nhớ ùa về, bao giờ trong tâm trí cũng hiện lên những mùa thu hoạch ngô, hớn hở, vui mừng và có cả thêm phần xa xót. Mùa thu hoạch ngô tới, đúng vào những ngày bổ lúa trong nhà đã chạm tới đáy. Đợi ngày ngô khén, mẹ bắt đầu sàng sảy thật sạch rồi mang đi xay dọn. Ngô xay qua máy nhưng không thành bột mà chỉ cán nhỏ ra. Từ hôm đó, mỗi khi nấu cơm, mẹ tôi lại độn thêm một bát gạo với hai bát ngô xay. Nồi cơm do vậy trở nên nhiều hơn và mọi người ăn được no hơn. Để mọi người khỏi ngán, mẹ lại nghĩ ra món bánh ngô. Bánh ngô làm hết sức đơn giản, chỉ việc cho nước vào nồi, đun lửa một lát rồi cho bột ngô vào quấy thật đều. Đến khi ngô chín thì nhắc nồi xuống rồi đổ lên một chiếc mẹt đã được lót lá chuối. Hôm nào sang hơn, mẹ tôi thường phi hành với mỡ rồi tráng đều lên phần trên của bánh. Đợi khi bánh hơi nguội, mẹ liền lấy dao chia bánh ra làm nhiều miếng nhỏ. Cả nhà hớn hở xúm xít quanh mẹt ngô rồi cùng nhau ăn bánh. Bánh ngô chấm với mắm còng thì ngon tuyệt. Vừa có vị ngọt của ngô, vị béo của hành mỡ, lại có vị mặn mặn của mắm còng. Vừa ăn, mọi người vừa cười nói, làm căn nhà rộn rã hẳn lên. Những ngày ấy, tuy có thiếu thốn, nhưng bù lại tôi cảm thấy rất vui. Tôi mang theo niềm vui ấy nơi xứ người, để thấy ấm áp hơn mỗi khi gặp trở ngại hay chuyện buồn. Người xưa có câu, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Nhưng với gia đình tôi, câu nói đó chỉ đúng một nửa. Trong nhà, mẹ là người xây tổ ấm, nhưng cha tôi vốn là một người nát rượu, thành thử mẹ cũng là người xây nhà. Cha tôi hay rượu, nên những công việc trong nhà từ lớn đến bé.
Ngay cả chăm sóc anh em chúng tôi học hành nên người cũng đến tay mẹ. Ngày đó, mẹ là người chăm lo từng bữa ăn cho cả nhà. Những hôm hợp tác xã tháo cống, bất kể ngày hay đêm, bất kể mưa hay nắng, mẹ cũng đều đi kiếm cá. Mẹ như một cánh cò, cần mẫn ở bến sông để anh em chúng tôi có những bữa ăn đầy đủ. Nhưng có một món ăn mẹ đã tự chế biến khiến tôi không bao giờ có thể quên. Khi trong xóm có những cây đu đủ đã già cỗi, không còn có thể ra trái nên buộc lòng phải đốn ngã, mẹ đến và xin những cây đu đủ đó về. Mẹ cần mẫn lột vỏ, xén đi phần cứng của thân cây, chỉ còn lại phần lõi bên trong. Sau đó, mẹ bắt đầu thái mỏng từng lát rồi phơi khô. Tôi không biết phải gọi chính xác tên đồ ăn mà mẹ tôi tạo ra là gì. Vào những bữa ăn sau đó, tôi thấy mẹ lấy đu đủ khô ra, ngâm nước một lúc. Đến khi những lát đu đủ khô ngấm nước trở nên mềm mềm, thì mang vào xào mỡ, giống như các thứ rau khác. Vào những ngày mà trong nhà không có gì để làm thức ăn, thì món đu đủ khô của mẹ trở thành món ăn ngon không thể tả. Sau khi cho cơm vào miệng, liền sau đó gắp một đũa đu đủ khô ăn cùng. Xem xong bộ phim Hàn Quốc Trận Chiến Kim Chi, đạo diễn Dong Hun-baek, tôi bị ám ảnh mãi bởi câu nói của một bà mẹ: có hai niềm vui lớn trong đời, nước mắt chảy xuống vùng khô cạn và thức ăn được đưa vào miệng con mình. Tôi chợt nhớ tới mẹ và thấy thương mẹ nhiều hơn. Để có được niềm vui cho mình thì mẹ cũng phải chịu nhiều thiệt thòi, phải hy sinh nhiều hơn. Niềm vui của mẹ đắt như vậy sao? Hết. Niềm vui của mẹ.